Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Alo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Đến chính giọng một chút. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm cái clip. Nãy thì mình vừa làm cái clip làm giàu gì đó. Nhưng mà kết quả thì vẫn nghèo đói như xưa. Bật cơm mình, số số mình nó sao. Ăn ở hiền từ, sao tan là số nhỏ. Cho nên mình quyết định là bực mình rồi, mình sẽ đi đập phá bạn cho nó đỡ tức. Được rồi, chiến luôn. Đây, đây là cái phá bạn bữa mình đã đi giữa chừng. Đây là những cái tên mỗi bộ tộc ăn thịt gà. Đây là những con chim, những bộ mặt con người, những cái đầu xà bông. Thì kết thúc với hai cái tên này thì bây giờ chúng ta sẽ chiến cái phó bạn và gặp những cái tên hoang thịt người này. Đây các bạn thấy không, cái mỏ gì đây, chu chu á, cái đuôi nguyên nguyên. Tiếp theo nào xem có nó lạ lạ hoa mặt trời á. Đây, nhảy đứng nhảy đi, hoa mặt trời mà dày hàm răng như đây, giống như con bọ ngựa. Sao có con nào lạ lạ không? Không, chỉ có thế. Đây là anh boss của chúng ta, anh bỏ cánh cứng, mặc dù không biết cánh có cứng hay không, bỏ cánh cứng nhưng mà đụng nhẹ là hư rồi. Lại và chúng ta sẽ chiến ngay ha. Gì đây, giật thôi. Ui dồi ôi, hoa to hoa to. Ui vuốt cái mày, vuốt thì ôi rồi dùm bèo đấm nửa máu rồi chơi bời gì. Vuốt anh, vuốt là cái gì các bạn? Ui dồi, nhìn cái bọn này hung hăng quá, răng sắc nhọn nhưng mà chắc không cạp được ai đâu. Anh vuốt là cái tia sáng gì nhìn cũng đẹp nhá. Ui là chẳng đòn à, chẳng đòn thì làm gì được, làm gì. Ui trời, cạp vậy ngứa à. Chúng ta sẽ giết cái bọn này để trả thù về nãy cái clip của mình khá là xui. Né tránh đi em ơi, dùm bèo hãy đấm chết hết dùm cái đi, tụi nó có nổ hơn cái gì hay nó chết quý làm cái gì. Rồi tung ra hai cái cục gì trên trời rơi xuống mình cũng không thể xác định được. Rồi tôi này sẽ quyết định bọn mày có vẻ chầu hay không. Á chết hết nhé. Thôi được cái hoa hồng, bọn mày là ăn thịt người đúng không, lâu rồi không ăn thịt người. Được rồi, tao sẽ giúp tụi mày được về thế giới bên kia. Ôi chán rồi kìa, bọn này không phải là tầm thường. Rồi chiến tiếp đi, mình có dự định là thay thằng này bằng Luffy, thay thằng Brook bằng thằng Luffy chơi ấy. Nhưng mà chắc phải để anh Sura đó, với lại làm giận cho nó mạnh đó. Còn mình về để trở lại với những cái hoa ăn thịt người này. Hoa thịt người, tên là hoa thịt người nhưng mà chắc chưa ăn được người nào, còn bị người ta bắt nữa. Ui rồi, lốc xoáy, lốc xoáy. Sao cái thằng diêm beo này lại ra giá quỷ hoài vậy, chắc quỷ yếu lắm, chắc mình phải gỡ ra giòn nào thôi. Các bạn thấy mình cái trái thôi miên đó, mình gỡ ra đưa cho thằng nào thì hợp, các bạn hãy bình luận bên dưới giúp mình nhé. Đi ui rồi, bốn lượt rồi, cái bọn này làm tao choáng váng nha. Giết rồi, máu hơn rồi. Có vẻ như những cái cây này trong rừng trong rú mấy trăm mấy ngàn năm rồi, học được rất là nhiều tuyệt chiêu như là vút vút keo đấy. Anh ấy vút lên rồi anh ấy choáng giảm nộ cái này lấy mẹ. Ui sao nó có cái sọc sọc nhìn giống ốc sên vậy. Đấy, vuốt đi, vuốt chút keo đi. Theo cái thông tin vừa thu thập được của mình thì cái bọn này là hoang thịt người, nhưng mà hiện tại chưa ăn thịt được người nào hết, mà còn bị người ta chụp ảnh săn bắt nữa. Rồi, số phận của các em vậy là xong rồi. Nhanh lên nào. Chiếc sóc con ca. Ui rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp theo. Ui, vẫn là những cái cây ăn thịt này.
Nãy giờ mình chưa thấy nó ăn thịt được cái con nào của mình mà sao cứ xuất hiện riết rồi. Lại vút vút kèo à. Vút vút kèo này. La la la. Ui giời, ui cái đuôi, nhìn cái này, nhìn cái đuôi này. Nhìn cái đuôi của nó đi. Còn thấy cái đuôi nó ngoe ngoe, nhìn thấy ghét. Ghét cái thái độ đuôi đuôi ngoe ngoe kiểu này. Bởi vậy mình phải giết. Rồi, chúng mày sẽ được về chầu trong một tuần nữa. Ôi giời, còn gì tăng máu còn chết. Đấy, ăn thịt tao thì tao lại hồi sinh. Khoa ăn thịt thì làm sao ăn thịt được người cá. Bọn mày chỉ là tép riêu thôi. Tép riêu thôi, ôi giời, không chết rồi. Có vẻ phải tới lần thứ tư mới chết rồi. Bọn này cũng khá là trâu. Không biết con bọ cánh cứng kia nó thì sao đây. Bọ cánh cứng nhưng mà cánh rất là cứng. Gì đây? Cỏ, cỏ liếm. Cỏ liếm cái gì ấy, mình đọc không có kịp. Để qua cái sao mình sẽ đọc thôi. Rồi lại được cái hoa hồng. Đây. Lại gặp cái bọn này. Giết ngay rồi. Đây. Cỏ liếm ăn thịt. Liếm ăn thịt hả? Ăn rồi liếm. Liếm trước rồi mới ăn thịt. Đây là cái gì? Hướng dương ăn thịt. Hướng dương ăn thịt nghĩa là cái gì? Nghĩa là hướng hoa mặt trời là hướng dương ăn thịt. Nói chung là vậy đi. Đây là gì? Hoa ăn thịt không hả? Ăn thịt gì phải nói rõ ràng á, lỡ ta hiểu lầm. Ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt sao mày? Vậy đổi tên đi. Và vì cái kết buôn người không có cái tên hay ho vậy nên tụi mày sẽ bị tao giết. Tụi mày sẽ phải đai với tao. Rồi phóng ra chim phượng hoàng luôn à. Có mày mới học được chim mới. Nhưng mà cũng vô ích thôi. Ta sẽ giết chết hết. Thứ nhất tao ghét cái tên của tụi mày. Thứ hai là thấy cái đuôi nguyên ngoe. Ui dạ. Lại thêm một cái con bạn học cái chiêu của con Ken huyền thoại. Một giọt. Càng ngày càng có nhiều nhân vật ăn cắp rồi. Ôi dồi ôi. Sao mà ghê thế. Đây. Ôi đấy, lại rằng phượng hoàng. Sao mà bọn này ghê gớm thế nhỉ. Một con là phải đai rồi. Con mặt con phượng hoàng đã chết rồi. Rồi một giọt nhé. Em cứ đam thoải mái đi. Ôi dồi, không chết luôn rồi. Nhìn bèo đám pháp này chết không biết. Một giọt thôi em ơi. Rồi. Được cái sô-cô-la. Ăn cho nó ha ha. Đây là boss của chúng ta đây. Gì đây? À, thì ra cái con đó là ông này hả? Ông này mình đại chiến vực ải có gặp rồi. Nhưng mà không biết. Bây giờ mới gặp cái chiên ngưỡng đúng là giống bỏ cánh cứng kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem coi cắn nó có cứng thiệt hay không. Ôi là to, to, khá là to. Ôi mới già bị choáng rồi. Bỏ cánh cứng này thì bỏ cánh cứng này. Với lượng máu 2.4 triệu. Liệu anh ấy có thể hiện đôi cánh của mình sắt thép không? Đấy, bây giờ đánh không cần tới. Đứng từ xa đánh luôn. Còn bọ này mà xuất hiện bên Việt Nam chúng ta thì thôi rồi luôn. Không còn một cái cánh luôn. Giết đi em ơi. Trời ơi, sao nãy giờ chưa thấy anh thể hiện à? À, ghê đấy. Tấn công toàn bộ địch. Tấn công toàn bộ đồng đội. Và chúng ta đã bị mất máu khá là nhiều rồi. Có vẻ như bỏ cánh cứng này thật sự rất là lợi hại. Nhưng mà không sao cả. Chúng ta sẽ giết hết. Bỏ cánh cứng hay là bỏ cánh thép thì cũng giết hết. À, chết tiệt ơi. Mình đang chờ để chim ngưỡng nổ của nó như thế nào đây. Dạ, dạ. Anh em đừng có đánh chết chết để cho nó có nổ đi. À, có vẻ máu của nó là gia tăng rất là nhiều rồi. Rồi phao đi em. Em có được phao không? Hay là bị choáng rồi. Rồi hết choáng rồi, phao đi. Tôi đang chờ đợi đây. Con dương beo phao cũng không chết đâu, 1.3 triệu mà. Rồi bị chích nữa, sao mà đen vậy? Rồi không chết. Nhưng mà không biết có được phao hay không. Thôi số phận của em thế là xong rồi. Thế thì phụ úi. À, cái chiêu nó phao toàn bộ giờ được có thêm cái khiên giáp.
Rồi, anh đã biết được chiêu của em rồi. Chiêu của em cũng chỉ là một chiêu ăn cắp mà thôi, em có biết hay không? Ăn cắp là tội. Vì vậy anh sẽ giúp em tiện em vào song sắt. Chết cái gì. Ôi rồi. Phải nói là khá là trâu. Rồi, chán nữa. Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ khuôn mặt sau đời chưa? Ôi, hạ miệng làm gì? Hạ miệng làm gì? Miệng làm gì? Chân thì cắt khớp khá là đẹp rồi, chết luôn rồi. Chưa kịp nói xong nữa. Mình đang định nói cắt khớp xương nó như thế nào rồi. Chân mặt tòi. Rồi, giờ là mình đã hoàn thành phần 3 của các bạn này. Bỏ cánh cứng. Bỏ cánh cứng khổng lồ. Rồi. Công nhận khổng lồ thiệt. Để xem đây tiếp theo là con gì nha. Ủa, làm giật cái boss luôn rồi phải. Đúng rồi. Ui, lại gặp cái bọn này. Thôi mình không thích những cái tên này. Ui à. À, vẫn là bộ cánh cứng. Trong bộ cánh cứng này vậy là anh ta đã từ cái con này chết xong nó chạy nhờ biến hình người tu luyện. Boss chúng ta là ông già râu ria đây. Rồi. Công nhận là mày nghe đấy. À, chúng ta có cái mới. Rồi. Hãy để dành đó nha. Những cái clip tới như vậy mới hay hấp dẫn nhá. Được rồi, vậy là mình đã hoàn thành một cái phần của các bạn rồi. Mình cũng xin dừng clip tại đây các bạn xem. Nếu thấy thích cái mấy cái hoa như này còn bỏ ăn cứng thì hãy một like, một share, một subscribe cho mình nha. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye các bạn.